Thiên tử, bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng lại như vậy, không nên hỏi như vậy. Tuy nhiên các Pháp tướng có Phật hay không Phật, Pháp giới vốn như vậy. Đối với các tướng này, Đức Phật đã như thật giác tri, nên gọi ngài là như lai ứng tránh đẳng giác khi ấy các thiên tử lại bạch phật như lai giác ngộ các tướng này rất là sâu xa khó thấy khó hiểu vì như lai đang giác ngộ các tướng này nên đối với tất cả pháp đều chuyển thành trí vô ngại tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trụ vào các tướng này mà khai thị phân biệt bát nhã ba la mật đa thâm sâu vì các hữu tình nhóm các pháp tướng dùng phương tiện khai thị giúp cho họ đạt được trí vô ngại đối với bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thật là hy hi hữu bát nhã ba la mật đa thâm sâu là pháp mà chư như lai ứng tránh đẳng giác thường tu hành. Tất cả như lai ứng tránh đẳng giác thường tu hành pháp này nên chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì các hữu tình khai thị phân biệt tất cả pháp tướng, được gọi là khai thị phân biệt tướng của sắc, khai thị phân biệt tướng của thọ tưởng hành thức, cho đến khai thị phân biệt tướng của trí nhất thiết, khai thị phân biệt tướng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Bấy giờ Phật dạy các thiên tử, đúng vậy đúng vậy đúng như lời các ông đã nói thiên tử nên biết như lai giác chi như thật tướng tất cả pháp là vô tướng đã gọi biến ngại là tướng của sắc lãnh nạp là tướng của thọ giữ lấy hình tượng là tướng của tường tạo tác là tướng của hành liễu biệt là tướng của thức như lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng tập hợp khổ não là tướng của uẩn cửa sanh trưởng là tướng của xứ nhiều độc hại là tướng của giới như lai như thật giác ngộ chúng là vô tướng, có thể ban cho là tướng bố thí, không nhiệt não là tướng tịnh giới,